Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục phóng sự video của Thanh Niên Game. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cận cảnh chi tiết ấn phẩm Harry Potter được minh họa bằng tranh vẽ của Jim Kay. Tác phẩm này sẽ được nhà xuất bản Trẻ phát hành trên toàn quốc vào ngày 7 tháng 3 sắp tới. Không cần nói quá nhiều về series Harry Potter rồi, tại vì đây là một trong những series bán chạy nhất trong lịch sử phát hành sách, với 500 triệu bản được bán ra với 73 ngôn ngữ khác nhau. Chính sự thành công này đã khai sinh ra một loạt các sản phẩm khác như là game, truyện, sản phẩm âm nhạc, nhạc kịch sân khấu và đặc biệt là phim ảnh lấy đề tài của Harry Potter. Trên tay Thanh Niên Game đang có tại đây là quyển sách Harry Potter ấn bản mới nhất do nhà xuất bản Trẻ phát hành. Sản phẩm này được chăm chút rất là kỹ lưỡng, từ túi đựng nè cho tới bìa sách, áo sách và cả chất lượng giấy của lược sách. Không những thế, cuốn sách này còn sở hữu hàng trăm tác phẩm của họa sĩ Jim Kay, biến ấn phẩm này thành một trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Cảm giác đầu tiên mà cầm trên tay cuốn sách này chính là sự chăm chút, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bìa sách được đóng rất là cứng, sang trọng và đồng thời cầm cũng rất là thích tay. Các trang ruột cũng được làm bằng giấy cứng, tạo cảm giác trơn lá, dễ lật và đảm bảo rất khó bị nhầu, cũ. Điểm nhấn quan trọng và đồng thời cũng là điều tuyệt vời nhất của quyển sách, hiển nhiên chính là những hình ảnh minh họa của họa sĩ Jim Kay. Theo đánh giá của Thanh Niên Game, các bức tranh này đã vượt xa hai tờ minh họa, mà bản thân nó đã là tác phẩm nghệ thuật thật sự. Từng bức tranh của quyển sách đều được chăm chút đầy tinh tế, lôi cuốn người đọc vào thế giới phù thủy rất là kỳ ảo. Nét vẽ của Jim Kay vừa chân thật vừa tạo được sự quen thuộc cho bất kỳ những fan hâm mộ nào đã từng đọc qua tác phẩm Harry Potter. Đáng chú ý, các nhân vật, tình tiết quan trọng của bộ truyện đều được Jim Kay tái hiện lại trong tác phẩm, chẳng hạn như là bức tranh về hẻm xéo. Đây là một trong những nơi đầu tiên của thế giới phù thủy mà Harry Potter được khám phá. Đồng thời đây cũng là nơi mà cậu nhận được những nhiều thứ đầu tiên nhất, như là chiếc đũa thần đầu tiên, cây chổi đầu tiên. Và tiếp theo sau đây chính là bức tranh nhà ga 3/4. Như các bạn có thể thấy là bức tranh được vẽ rất là mờ ảo, rất là kỳ ảo, đúng như là thế giới phép thuật mà Harry lần đầu tiên đặt chân đến. Theo như tìm hiểu của Thanh Niên Game thì cuốn sách lần này sử dụng bản dịch mới nhất của nhà văn Lý Lan và đồng thời không còn thay đổi nào quá lớn về mặt nội dung. Và trong lần phát hành đầu tiên này thì nhà xuất bản Trẻ cho in 5.000 cuốn. Nhưng mà theo như dự báo thì 5.000 cuốn này cũng sẽ bốc hơi sớm thôi. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất dành cho các fan của Harry Potter, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, đó chính là giá bán khá cao của cuốn sách, lên đến 550.000. Mặc dù vậy, phiên bản nước ngoài của tác phẩm đang được rao bán trên Amazon với giá 26 đô đã bao gồm cả thuế. Như vậy, bạn sẽ có những lợi thế nhất định nếu mua tại Việt Nam. Ngoài ra, với một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như thế này thì giá bán đó cũng chưa hẳn là quá cao, đặc biệt với những người hâm mộ Harry Potter cuồng nhiệt. Chúng tôi xin cảm ơn nhà xuất bản Trẻ đã cung cấp ấn phẩm này để Thanh Niên Game có thể thực hiện phóng sự. Và cũng xin bật mí với các bạn một chút xíu là đây sẽ là một trong những phần quà mà Thanh Niên Game dành tặng cho các độc giả nhân dịp ngày 8 tháng 3 sắp tới nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.